Con lươn có nhảy không? Không, không nhảy. Nhảy luôn đi. Thả vát tọt ra cho cổ họng luôn đấy. Sắn cháy đen thui nè. Cạo đi nhỉ? Ngon mà. Thử xem nào. Alo. Ấy, bở đấy. Em đưa em đi bệnh viện này. Ok, ôi chết sao được. Đây, có súp này. Không biết như thế nào nhưng mà lúc đói cứ ăn trước các bạn ạ. Có gì tính sau. Hơi đen tí thôi nhưng mà ngon. Đây anh em tận dụng cái gốc cây làm một thớt luôn các bạn ạ. Rồi. Cá này đấy. Đây. Bò ăn không? Bây giờ để nó ngấm lại rồi. Ây, nhiều. Em bông trước nhá. Ôi, cái này nó nhảy ra khỏi nồi nhá. Vừa đi thu 4 cái lưới mà trưa nay anh em đi thả các bạn ạ. Hay đi xuống đây thì anh em đang chuẩn bị gà để nướng rồi. Đây, anh em di chuyển xuống dưới, lửa thì sẽ nhóm ở đây. Gấp chưa anh? Gấp. À, giờ cho lên nướng rồi. Có than chưa? Đợi cho có than tí nướng xong. Đây cái sắn vừa nãy anh Tú leo lên lấy à. Bây giờ anh em sẽ cho vào nướng. Không biết là có bở không. Theo mình đoán là sắn này sẽ cứng. Nhìn củ nó không được to cho lắm. Đây, để có than tí là cho gà lên nướng và chuẩn bị đồ để làm cái món côn trùng nhảy. Cái con sâu đá nhảy xong rồi anh em chiến thôi. Bây giờ đầu giờ chiều rồi. Anh kìa, ném vào đống củi. Anh nhấc tầm 10 cái đi. Úi dồi, quả này cũng là quay lợn. Mê nó nướng luôn này anh. Ai à, hay nhỉ. Cuốn như kiểu nướng rắn ấy. Có cần phải ướp luôn không? Dài thế. Cái ống này để làm hay như nào? Cái ống tre này. Đợi anh em vừa tháo bạt ra nên là nước nó hơi đục một chút. Phải đợi nước trong lại thì bắt đầu rửa với con sâu đá. Chế biến sâu đá nhảy. Biết làm. Kè thành đầu bếp bụi rồi. Quay luôn nhỉ. Cái món lòng mề thì nướng rất là lạ nha các bạn nhé. Chưa bao giờ thấy nướng cái này luôn. Ăn được, anh đảm bảo với chú không chết. Ăn đâu. Thì ăn được, chín là không bao giờ chết được. Mềm không? Cao sản. Không, mềm thì nó chắc chắn là không mềm rồi. Cái sắn này anh nhìn này, biết rồi. Vỏ đỏ, nếu mà vỏ đỏ thì bở mà nhỉ. Anh của cao sản. Anh của cao sản, gần đầu gần cả cao sản. Anh thì ăn sống em có sủi bọt mép không? Em mà cắn xong này. Ăn ít nó không sao. Cái loại mà trâu ăn mà cũng đi ấy. Đây còn gì nữa. Này còn loại gì nữa. Anh không cho cái đoạn gốc nó xuống thì có sợ nó mềm không? Cắn tự nhiên mình thích đó. Không biết là ăn nó có làm sao không. Mình xuống anh ấy. Mình cũng liều đã. Liều một phe. Thấy đây anh. Thay đổi ra bệnh viện thăm. Không gì thay đổi thì hết cái vụ sắn này. Anh em ra thăm nhá. Nghe chừng có vẻ nguy hiểm nhỉ. Căng phết đấy. Đây, bây giờ bắt đầu chuẩn bị chọn cái con sâu đá ra để làm sâu đá nhảy. Côn trùng nhảy. Chắc không nhảy hết đâu nhỉ. Mấy con này. chọn con to ấy, nhảy nó sướng. Đấy, xong rồi con lươn nhảy kia thì ai ăn thì ăn. Dành anh Tú. Anh Tú không ăn được, con bọ nhảy cho anh ăn lươn nhảy. Ăn được hết. Ê, không ăn được cũng phải thử. Bắt đầu là đang vệ sinh cái đội quân để nhảy nhá. Ơi, nghêu nghêu cái này. Hơi khiếp đấy nhỉ? Nhiều rất đấy anh em nhỉ? Con này con to nó ăn ngấy được, ăn thích được. Ngậy á? Ngậy. Ăn như tầm không? Gần giống. À. Cắn cái này còn chỉ cần cắn tầm ở trong bụng rông. Thế á? Con này béo à? Cái này là pụp một phát à? Lại, lại nổ bắn. Chặt đấy. Sự lượng đấy. Wow, nhiều phết đấy. Qua đá nhảy. Với tội là cái hình thù nó hay ghê đâu. Con lươn có nhảy không? Không, không nhảy. Nhảy luôn đi. Thả vắt tọt ra cho cổ họng luôn đấy. Không, không cần ấy đâu. Ơ nhỉ, sao cái con này nó già hơn ra nhỉ? Đen đen. Cắn đau phết đấy. Con hố của nó, con đực con cái nữa. Ấy, nhảy đống này thì ok hết chưa? Còn hai con cá. Còn hai con cá. Thế để sắp ăn mới thả đúng không? Chưa. Ok. Con lươn đồng này mà lam vào hẳn cái ống to đùng gì á? À, mình còn chưa ăn sáng nhá. Ăn gì đâu. Sáng tối nay à, tối qua còn chưa ăn đấy. Tối qua chưa ăn cơm. Đang ngủ ngon cờ Tuấn rồi. Tỉnh còn đi luôn một phát nữa. Chính đầu hôm qua uống quá nhiều quá tải rồi đúng không? Ngày nào cũng uống thế. Om nó còn chưa kịp hết đã uống rồi. Thế là số sướng rồi gì nữa. Mẹ bảo thì ngủ dậy thế này chắc mày nghiện rượu mẹ rồi quá. Ngày nào cũng đi. À Lam bỏ ra một số con Lam đúng không? Lam con to, Lam con nhỏ đấy. Tụi bà ăn con bay. Chắc Lam được nhiều ấy nhỉ? Đấy, cả cua kia nhồi vào Lam luôn. Cua để nướng rồi cơ. Cua vừa không? Cố nhồi vừa nhỉ? Con này. Thôi để nướng. Con to to để nhảy luôn à? Cái con sâu đá ấy. Để nhảy đi. Để nhảy cho sướng đi. Nhìn cho nó khoe. Hả? 4m đi qua. Lên nổi không? Nhảy ít đâu mà. Đang định không nhiều mà. Nhảy chạy uống. Nhảy lên phải uống. Giết tanh nhá. Thế là phải tay đấy à. Hôm qua lúc nôn thề hộ. Không uống rượu rồi. Ui, lúc nào trong tình trạng đấy chả thế. Nôn tất chết là không ăn gì, cứ đi uống rượu trong bụng không có gì để nôn. À, nôn tỉnh được lại càng uống nhiều hơn nữa. Đi uống cốc nước, đi nôn luôn. Còn nôn ra nước. Đấy, ok, được một ống lam rồi. Cái rau cần này anh mang từ nhà đi là anh nhặt ở trên này đấy? À, trên này anh có à? Cái này gọi là cần gì? Nhà làm gì có loại này. À, ở đây mới có à? Trên ruộng. Ở ruộng mới có à? Trên ruộng hay có, với cả chỗ nào ở nước mới có. À, cái này gọi là cần gì? Cần ta á? Phải không? Này ăn sống này ngon. À. Nó mã rồi này. Hay nhỉ. Lần đầu tiên thấy đấy. Đâu cái rau thơm để lát để làm món nhảy đó rồi. Nút nút cái ống lại. Ui, ôi giời ơi. Nó rơi hết bây giờ. Chặt chưa? Rơi mấy con đấy. Ôi, cho vào Lam luôn nhá. Cho vào đi. Ây à, nóng thế. Đây anh em tận dụng cái gốc cây làm một thớt luôn các bạn ạ. Này, gia vị có gì đây? đá nhội, dép tanh. Cái lại gì nữa? À, thơm. Cái rau thơm tổng hợp đúng không? Gió thổi bay hết rồi. Con trai này đó. Cái rác này là cái... Lát là dùng cái nước chua, cái quả gì ấy nhỉ? Nước quả gì nhỉ? Cái gì dọc này? Dâu dọc à? Quả dâu dọc à? Ở đây là hầu như là toàn ăn quả đấy nhỉ? Nước chua không? Ngon hơn... Nấu lên rồi không? Nấu rồi. Ui, sắn cháy đen thui nè. Cạo đi nhỉ? Ngon mà. Thử xem nào. Alo. Ấy, mở đấy. Em đưa em đi bệnh viện này. Ok, ôi chết sao được. Chết rồi đi chôn. Chết rồi đi chôn. Hôm nay bao nhiêu? Không, nó bở này không sao đâu, ăn được mà. Sao mà có được nhỉ? Chết đây tao ăn chết nhỉ. Sắn bở mà. Hôn như mày cái nào mà chết. Ngọt, thơm không? Ngọt lim. Tại vì cứ thấy dần mình là suốt ngày hỏi xong rồi. Đây, có súp này. Không biết như thế nào nhưng mà lúc đói cứ ăn trước các bạn ạ. Có gì tính sau. Hơi đen tí thôi nhưng mà ngon. Ngoài đen trong nó trắng. Đúng rồi. Trong trắng ngoài đen. Ngon không? Nhỏ hết mồm. Chưa đắng nhỉ? Lúc hết chín nó đắng. Bây giờ hết đắng chưa? Da tôi đen nhưng lòng tôi trắng. Bây giờ nó hết đắng rồi, chả biết tí nữa nó có đắng nữa. Mồm nhỏ hết rồi. Ăn cả than, cái này đúng ăn than. Ngọt hết chưa? Cạo đi chứ, lấy dao cạo đi. Con dao chú để đâu nữa. Đấy, sau cho anh bận. Phải ăn ghém với cá xem nào. Ơ từ từ. Ăn mảnh được không? Một mình ăn nước cốt. Ăn cá nhảy, ăn... Ngon. Của thằng kia nó bở ăn ra. Bở nè. Ăn được mình ngon không? Không ngon mấy. Mà sang bên này xem chế biến cái nước để làm món cá nhảy à? Ngon thật đấy. Đưa súp nữa à? Đưa súp nữa à? Không ăn được. Như này chắc chua lắm ở đây nhỉ? Thử xem chua. Trộn lên đã. Trộn lên à? Anh chả thấy có bị chua gì này. Đổ nước vào nhiều quá quá. Anh nghi lắm. Không phải đâu, đặc mà. Anh nghi hơi nhiều nước. Uống luôn. Bóc cái tem ra anh. Thử đi. Chua. Đậm chưa? Chua chưa? Đậm vơi. Đâu bắt cho em làm con thử xem đâu. Sao chém? Chua như nước mẹ. Nó như nào? Cái nó như thế này. Nhưng mà đây bảo gì nhỉ? Tay trâu à? Đây, anh cầm. Hay phết nhỉ? Lần đầu tiên được ăn cá nhảy mà có cả diếp tanh. Ôi con tôi dán người ta đâu, con lươn người ta đâu. Cháy kìa, cháy ống lam kìa. Ngon lắm, ăn đi. Đây này các bạn, nó cháy một cái đốt. Ăn này khá là dày nhá. Sắn ăn măng ớt á. Chấm nước măng ớt. Khi mà cạo đi thì nó sẽ đỡ cái vị đắng. Đen thui. Cháy hơi sâu. Cạo mãi chả thấy trắng gì cả. Bở ngon mà. Sắn thì ngon đấy. Ăn được. Gọi là tuyệt vời đi. Có sắn ăn là tốt rồi đấy. Đang mùa dịch. Cái này gọi là sắn đốt chứ làm gì à? Phải là sắn nướng. Đấy, nó lại vàng như này này. Lấy một ít, sao lại có cả cá mắm ở đấy. Cá suối. Cá suối à? Ít muối ớt vào. Nhìn nó đen nó không phải bẩn đâu như các bạn nhé. Để than nhé. Giờ này có bẩn thì cũng thành sạch hết. Tuyệt vời. Trong lúc chờ đợi gà với lại con sâu đá chín thì anh em phải ăn sắn chống đói trước. Đói lắm rồi. Nạn đói. hơn cả là nói 1945. Đây, sắn bở ngon chưa? Ở nhà thì không bao giờ ăn đâu các bạn ạ. Nhưng mà lâu lắm rồi không được ăn sắn đấy. Có không mà ăn. Ngày xưa là toàn ăn sắn lấy cơm, bây giờ là muốn ăn sắn rồi, hiếm rồi. Sắn ở nước ấy này nó mới bở. Ừ. Nước trồng ở vườn ít. Con gà kia lâu đổi màu thế. Từ từ. Anh phải từ từ. Thế mình phanh ra như con ở chân tả trần nhù thì nhanh hơn. Cẩn thận xem cái con kia nó cháy nhá. Cái ống lam ấy. Cho anh củ. Ống lam mát hết rồi. Ngon. Ui mấy củ sắn kìa em ơi. Nhớ mấy củ sắn ra. Đấy rồi. Đấy củ sắn ra kìa em. Cạo đi. Đây, dày quá. Cháy hết trong rồi. Cháu. Còn gì nữa? Đấy, cho anh củi đây. Như kiểu que củi khô, cái kiểu than củi. Ui, cái này như chưa bở chưa? Cháy rồi. Nóng quá. Xong hạ gà xuống một tí. Anh Tuấn chế cái nước chấm này ngon đấy nhỉ? Tuyệt vời đấy. Thiếu mới hạt rồi thôi. Có má khen là được rồi. Ngon đấy. Ôi. Đây còn tiếp, mang lên tầng miếng nhá. Đâu sao nào? Gan à? Gan gà. Chín chưa? Bỏ đây. Chưa chín nhưng mà thấy mồm nhai đây. Đó, cái đấy khác. Ui giời, chín không chín. Giờ này chín cũng ăn. Như trước, xay đi nướng đồi, xay rượu. Ây da, chưa chín thật. Nó nướng gan trâu rồi. Của nó chín hết rồi, của mình chơi chín cắn là máu phọt đấy. Chơi rượu cho thấy tanh, lúc sáng về tỉnh nữa. Tỉnh thì rượu vào nó khử hết rồi. Cái này chơi rượu tỉnh nó đi đánh lăng 5 lần vẫn chơi hết. Lan họ còn không cắn sống nữa. Rồi anh em đang đợi gà chín thì trời mưa các bạn ạ. Hy vọng là mưa bóng mây. Đây, mà cho một cơn mưa rào thì thôi anh em nghỉ chơi đấy. Nhìn quả than này thích nhỉ. Đây, ăn gà sau khi nướng hơn tiếng đồng hồ chín rồi các bạn ạ. Bây giờ bỏ ra chặt chén thôi. Anh em ai cũng đói rồi. Bây giờ chắc phải tầm 3 giờ chiều rồi. Đấy, ra cái thớt huyền thoại kia. Cái thớt này đố ai mà nghĩ. Đấy, ra rồi. Chất chưa. Mà hay nhỉ thì nhé. Nghĩa dựng được quả gốc cây lên làm thớt. Anh Hoàng ấy, lên thêm rượu làm gì biết. Đầu tiên lên kế hoạch uống một bát thôi đúng không? Đầu tiên lên kế hoạch chỉ ngồi một bát thôi. Gọi 2 lần rượu mới đủ. Còn gọi người lại lên thêm nữa. Còn này lấy rượu lên thêm 3 lít đấy nhỉ. Số qua cũng son tự nhiên đi hái măng mà bắt được con chăn chuột nữa, càng thêm món. Thế thì nhậu hết ý rồi. Khỏi phải bàn. Nóng đấy nhỉ? Chặt hẳn cây ra anh ạ. Cầm lên. Từ lăn xuống dưới nhá. Nóng đấy. Có trứng đấy. Có trứng à? Con này có trứng à? Có. Bong hết ra thì còn. Ây! Vẫn còn nhảy. Ngắn được quả. Thấy quả cổ hơi dài anh ạ. Đây, ướt thế. Đấy cho túi. Ôi dao này. Chặt đúng chỗ mẹ. Vàng đẹp phết nhỉ. Ui, cái này cái gì nhỉ? Cái này cái rau chua thôi nhé, không phải là bẩn đâu nhé. Cao đến mỏi thế. Mệt. Thanh niên om rượu. Làm gì đến nỗi nặng thế. Đói rồi. Nó nặng nề á. Bên nào đúng hòn đá bằng bên đấy nhỉ? Ui dồi, bắn mạnh thế. Vứt hơi đỏ. Đỏ đấy, đỏ trong xương. Không phải hơi đỏ đâu mà là cực đỏ đấy. Đỏ xương. Đỏ xương thôi, thịt nó không đỏ được. Quả thớt này chắc chắn. Có thể dùng bao nhiêu thế kỷ. À, có trứng thật. Nó không dính tay vào đâu mà. ta tỉnh rượu rồi mà. Lát lại thấy một ngón ra đấy rồi. Ôi sao như sao mà sưng nhiều máu thế? Con chưa chín à? Ra. Trứng nó như kiểu vẫn còn tươi nguyên này. Tươi. Ăn tốt. Đâu? Trứng chân. Chín rồi, chín rồi. Trứng chân. Trứng chân. Thế nó vỡ đi. Hả? Vỡ rồi. Úi, quả pháo câu chất lượng chưa? Đấy, vỡ rồi. Úi rồi. Đấy, vỡ hết rồi. Vỡ đâu mà vỡ. Này, cười mà không vỡ. Làm bàn hay làm ghế đây? Làm bàn. Chất lượng phết nhỉ? Bàn đá. Ấy. Đơn giản. Về cái thời ngày xưa đấy à? Cái chỗ ngồi ăn cơm mà chất lượng phết đấy nhỉ? Thắng rồi. Nhé nghe. Ok đấy. Ui, ui, trời ơi. Nhặt luôn. Thổi phu cái được luôn. Việt Nam có tính cần khu. Không sao đâu, kệ đi. Ơi giời. Ok. Đây xem các anh thiết kế cái chỗ để ngồi anh em ăn chiều này. Dùng toàn đá nhé, ghế đá, bàn đá. Anh uống cho vào mồm. Ui. Nước à? Chín chưa? Chín rồi. Ông lấy cái dao chẻ ra. Đúng rồi, chẻ đi. Đâu, cái này. Vẫn còn nóng cả. Chảy bố. Ui rồi. Xít cháy. Sâu lam. Hết chưa? Chắc đít thủng rồi. Hết rồi. Đừng nhiều vết nhỉ? Cái bàn nó chỉ rau nữa. Chắc bết vào hết được quá. Ở đây đây. Hoàng chân, dịch ra tí. Đây. Ê. Cái rau này nhặt ruộng, toàn rau ruộng nhé. Hay nhỉ, rau này lần đầu tiên được ăn. Này lên. Ê. Có bóc được không? Cái lòng gà gì mà bóc ra như kiểu vỏ cây vậy? Không cho vào nữa. Vừa cắn ăn. Cháy quá rồi. Cháy quá rồi. Giòn vết. Giòn nha. Cái này kệ nữa. Này. Thơm vết nhỉ? Chưa? Ok. Thôi đi. À. Nước chưa đâu. Chuẩn bị nhảy. Nước chưa đây. Nhảy tưng luôn. Cá chết rồi. Để hai con cá kia về đây. Anh Thương ơi. Cá đây rồi. Đây anh em tận dụng cái cốc cây tre để làm cái cốc uống rượu luôn. Mỗi người một cốc này anh. Mỗi người một cốc này. Chắc không biết nhảy cá nữa luôn đấy. Lán kia có rồi ngủ đấy tí về. Sao nó đi được không? Ây, nhưng mà nhảy con này thấy ghê quá nhỉ, cứ nghiêu. Cá thật nó còn đừng, nhảy tinh tách. Bảo nó đang bảo bát về sau là 4 bát thôi nhá. Bán hẻ sao mà tay lìn nữa chắc. Bắt đâu? Chưa. Đổ vào đâu? Ok, bắt đầu là anh em ngồi trong bàn gọi là bàn đá. Sâu nhảy đấy thôi. Gà đã chặt xong này. Sâu nhảy này. Nước chua vào nha. Sâu lam này, nước chua của em Tuấn này. Đấy. Rồi. Cá này đấy. Đây. Bỏ ăn không? Bây giờ để nó ngấm lại rồi. Chua đấy. Ây, nhiều. Ngon mà. Làm ăn ngon lắm. Thật. Ăn bùi ngon mà. Anh con cá dễ ăn. Ôi. Em bông trước nhá. Ôi, cái này nhảy ra khỏi nồi nhá. Bay hết lên mặt rồi. Phải đổ ra ngoài nữa cơ. Ấy à. Cạn luôn nhá. Ui, không cạn được quá. Một cái ống tre các bạn ạ. Chung. vòng thế này. Hay à, theo vòng. Phải làm tí để ăn nhảy nó đỡ khiếp. Em thử cho nha. Thử cho, thử nhảy đi. Thử đi. Úi chết mẹ. Là một con sâu nhảy chứ hả? Con này đi. Sâu nhảy đi. Đấy. Con nó còn nhiều ngang cao ấy. Ừ, con nó động. Con động đẩy ra. Con là to ấy. Nhìn nó chất. Đấy. Rồi, thôi. Nhưng mà cái này nó không tanh nữa. Không tanh á? Đúng rồi. Mọi người nhá. Ừ, rồi. Ây à. Ngon không? Có vị như nào thế? Là ngon rồi. Ra dai. Ra dai à? Ngay. Mình thử con xem nào. Thử đi, ăn đi. Ây à, cho em cái thiệp ấy. Thiệp đâu rồi, nhả đây rồi. Ngon của đất luôn á. Ê. Ngon đấy. Ok, giờ mình sẽ thử một cái con sâu đá nhảy nhá. Nhưng mà sợ nó cắn lưỡi không? Không cắn đâu. Anh cứ mạnh mẽ mà nhai. Mạnh dạn mà nhai thật nhanh rồi. Nó chết. Cho đầu vào trước. Anh cứ mạnh dạn mà nhai, đừng cho đầu. Thêm tí nước chua. Được không bà? Bà hết lên đi. Không hết đâu. Dài các bạn ạ. Ngon phết. Nào con này không tanh. Nó không tanh mà. Không tanh nữa. Làm tí rượu vào không tanh vẫn phải hãm. Không có rượu thì buồn. Dài thế. Là con này già nhỉ? Con này già này to. Nó đen chuyển sang màu đen rồi, nó màu hơi mới đỏ đó mà. Ai à. Ngon cá đây. Ngon đấy. Ok. Đúng là cá ao, cá này cá suối. Đây à, vẫn còn dẫy. Dẫy. Mày dẫy à? Dẫy trong mồm mà. Rau sống thì anh em nhặt toàn ở ruộng ở ấy mình ăn ngon lắm. Wow. Đây cây cần ta này, nhặt ở bờ ruộng mình. Được, cái này mới đúng. Đây bên này. Cái này mới là cần ta. Đấy là rau mùi. Rau mùi. Giống nhau nhỉ? Giống nhau đấy. Cần ta bên kia. Cái này cần ta mà. Cho anh cần lắm. Chấm muối ăn. Chấm muối ăn. Đây chấm muối. Tóc này dính nước ở sao bị đen này hả? Dính nước. Cái mới mà. Cái đấy không phải rồi. Em rửa mà. Rửa dính nước. À cái lá kia dính nước là đen đi à? Nào, thử cái này. Để thử cái con chín này cơ. Thử xem như nào. Con chín thì nó cảm giác như kiểu nó khô quánh lại ấy. Đấy không cho nước thêm vào. Nhìn đúng như một cái rau cần ta này ăn đây. Mùi giống rau má nhỉ? Như rau má mà. Rau hết con rết luôn. Khoang chị em với rau má. Thử cái con ăn con chín con lắm. Sâu đá chín này. Dai. Đây. Đó. Quá nhỉ. Thơm nhỉ. Bé béo gầy gậy. Đúng rồi. Đùa từ bé chưa được ăn con cá nhảy nào đâu. Thử xem nào. Đệm tí nước chua vào. Đệm tí nước chua vào. Rất là khô quá. Ui, cẩn thận đấy nhảy ra khỏi thìa nhá. Đây mới là đúng cá nhảy của các cụ nhá, không phải là cái con to bằng cái 3 ngón tay mà ăn được đâu. Thì thật ra là nhiều người ăn được nhưng mà ăn đúng của ngày xưa các cụ là ăn như này thôi. Phải là cá suối. Phải là cá suối, cá sạch hoặc là cá ruộng. Cao thì về phải ngâm lâu. Xem. Nhưng mà phải nói là cái nhảy để ăn được rồi. Cái con sâu đá này là đầu tiên ăn đấy. Nó hơi ghê thôi. Cũng khái không? Chỉ nói cái này phải khái không ạ? Khái không ạ? Ấu cũng khái không ạ? Chính đông mông cường. Nó lan mới hả? Con cá ngọt lắm. Mà quả đấy rồi. Còn con cá nào không? Còn mà còn con sao ấy? Còn mà. Đấy hết rồi. 3 con là hết rồi. Tuyệt vời đấy. Anh được. Cái này hay nhỉ, ăn không khác thì mùi rau má luôn đấy. Ăn vị nó còn ngọt hơn rau má. Hôm nay là từ bé giờ là mình lần đầu tiên là được ăn cái rau cần ta này. Rau cần ta sống này, lại con sâu đá, gỏi sâu đá. Để một... Ê, ăn gà đi, chia gà sang bên kia đi. Anh ơi, lấy túi xong ra phải là để em xong phải kiểu đổ nước chua trước cơ. Xong bắt đầu sâu đá mình bỏ ngoài xong rồi bóc tay thả vào nó nghiêu. Nghiêu ở trên nó chưa chín này, xuống này. Bây giờ nó đã chia đầu. Ghê. Nhưng mà ăn ngon nhỉ. Anh em mang cả xôi đi các bạn. Xôi thì rất ngon luôn. Đói lắm rồi, bốc tí xôi. Ăn thịt gà này anh em. Sâu đá con này đã ngà. Hết cái cút kia là chắc là đổ đấy. Được nhiều phết đấy, kiểu này trong người ai cũng om đấy. Cơm xôi này phải chấm với súp mắc khén. Tham người này. Máu chứ được vòng. Ngon lắm. Cái gà này ăn đi chưa không kia? Con này vẫn còn sống chứ. Không. Hôm nọ anh em cải quệ đó ở dưới kia quán con to cá. Kìa. Ăn cá nhảy luôn đấy. Cá nhảy. Thử hả vong. Nhưng mà nó không nhảy chất lượng như này bởi vì là dù vui thì nó vẫn. Sao bảo say om rượu không uống được giờ vẫn đạt được à? Thấy rượu là vẫn uống. Không có rượu thì bẩn luôn. Phải uống vào cho nó luôn này. Uống vào cho tỉnh ạ, uống vào cho say hẳn. Không cả tuệ để có tình không? Có mà. Hiếu. Hiếu phải được đúng không? À cái đợt đấy đi á. Quay con này thì tính uống đi. Anh làm đi, theo vòng. Nhưng mà chắc ít người dám ăn cái con này. Ai cũng ăn được mà. Trên này thì ai cũng ăn. Trên bản thì nó đi ấy vậy con này. Đi bắt về chữ rượu. Cái chiều hôm qua giờ có phải đắp như này đâu. Toàn ăn gỏi này mà. Nông xong anh em đi ăn gỏi đi bắt đây. Đi bắt này ở dưới thì ăn gỏi sống này rồi. Gỏi này thì chưa có. Bắt con này nó lần đầu tiên ăn thử con này. Anh em liều ăn thử con này không? Hôm nay dự tính là bắt cá về làm quả cá nhảy nhưng mà thôi. Cá chả thấy đâu, thấy có mấy con mà bắt sâu đá về sâu đá nhảy luôn. Liều một phe, biết đâu nó làm món ngon sau này ăn liên tục. Nhưng mà nó cũng chất lượng. Ngon mà. Nói cái này là phải sâu bò chứ không phải sâu nhảy. Nhìn ghê phết đấy. Nhanh thế. Có nhiều tí cửa. Ở dưới mình không thấy có nhỉ? Cái rau cần này này. Thì bây giờ sạch cái bên này là dọc theo cái mương này đi có. Chuẩn rau sạch đấy. Nhiều. Cái này ấy là tí về nhập. Đây phải nói cái món này tuyệt vời các bạn ạ, ngon. Anh em chiến hết rồi. Không, cái bé không đủ ăn đấy. Tại anh em được bỏ vào lam hơi nhiều. Còn có lẽ là video của mình xin được kết thúc ở đây. Hẹn các bạn vào những video lần sau. Chào tất cả các bạn. Đây anh em ngồi chiến nốt cái số này xong rồi di chuyển về thôi. Đường về nhà khá là dài, khá là xa đấy.